Tiếp theo ở trong video này, chúng ta sẽ đi làm bài toán sau. Cho phương trình. Cái phương trình này là phương trình tích gồm có hai phương trình. Đó là phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai. Phương trình này ký hiệu là phương trình 1. Đề bài yêu cầu là tìm M để cho phương trình 1 có hai nghiệm dương và một nghiệm âm, tức là có 3 nghiệm. Thì bước đầu tiên, em thấy cái phương trình này là phương trình tích. Có hai trường hợp. Ta có phương trình 1 tương đương với hoặc là x cộng với m trừ đi 2 bằng 0. Chúng ta viết luôn là x bằng 2 trừ m. Hoặc là cái phương trình thứ hai này, x bình cộng với 2 nhân với m cộng 2 nhân x cộng 4m trừ 8 bằng 0. Để cho tiện lý luận, ở đây thầy ký hiệu là phương trình 2, cho này phương trình 3. Bây giờ để tìm giá trị của m thỏa mãn yêu cầu của bài toán, đó là cái phương trình 1 này có hai nghiệm dương và một nghiệm âm. Thì cái phương trình 1 này chúng ta đã tìm ra một nghiệm, đó là x bằng 2 trừ m rồi. Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào đây, chúng ta biện luận, ta chia ra các trường hợp. Ta sẽ có 3 trường hợp. Thứ nhất là em lấy m lớn hơn 2. Thứ hai là m bằng 2. Và cuối cùng là m nhỏ hơn 2. Xem trường hợp nào thỏa mãn. Trường hợp 1. M lớn hơn 2. Nếu như m lớn 2 thì cái nghiệm đầu tiên này, x trừ đi x bằng 2 trừ m này sẽ là nghiệm âm. Mà đề bài yêu cầu chúng ta là cái phương trình này nó có một nghiệm âm và hai nghiệm dương. Như vậy thì để thỏa mãn yêu cầu của bài toán thì cái phương trình số 3 này phải có hai nghiệm dương phân biệt. Rồi tụi em ta lý luận. Vậy để phương trình 1 có hai nghiệm dương và một nghiệm âm, thì cái phương trình số 3 đấy phải có hai nghiệm dương phân biệt. Phương trình 3 là phương trình bậc 2, mà phương trình bậc 2 muốn có hai nghiệm dương phân biệt thì sẽ có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là delta phẩy lớn 0 để nó có hai nghiệm phân biệt. Điều kiện thứ hai là tích của hai nghiệm lớn 0 và tổng của hai nghiệm cũng lớn 0. Bây giờ chúng ta đi giải quyết cả 3 điều kiện này. Điều kiện thứ nhất, delta phẩy bằng b phẩy bình phương trừ ac, tức là m cộng 2 bình phương trừ đi a là 1 nhân với c là 4m trừ 8 lớn 0. Điều kiện thứ hai là x1 nhân x2, tức là âm b x1 nhân 2 bằng c trên a, tức là đây là 4m trừ đi 8 phần 1 lớn 0. X1 cộng 2 bằng âm b trên a. Đây là em có là trừ đi 2 nhân m cộng 2 lớn 0. Cái bất phương trình phía trên này, em khai triển hàng đẳng thức ra. Rồi là phá ngoặc ở đây. Ở đây là m bình. Cộng với 4m, trừ 4m là hết. Ở đây là cộng 4, xong cộng với 8 là cộng với 12. Lớn hơn 0.
Ở cái dòng thứ hai này, em có M lớn hơn 2. Còn cái dòng thứ ba, chúng ta có M nhỏ hơn âm 2. Cả ba cái điều kiện này đồng thời phải xảy ra. Thì em nhìn thấy hai cái dòng cuối này. M vừa lớn hơn số 2 lại vừa nhỏ âm 2, cái điều này không thể xảy ra được. Có nghĩa là trường hợp này không xảy ra là vô lý nhá. Đây chúng ta ghi loại. Rồi như vậy ứng với cái tình huống là M lớn 2 thì không tìm được giá trị của M, thỏa mãn được câu bài toán. Tiếp theo ta xét đến trường hợp thứ hai. Đó là với M bằng 2. Với M bằng 2 thì em thay trực tiếp vào. Đối với cái phương trình ở số 2 này thì em thấy là x sẽ bằng 2 trừ 2 bằng 0. Và em thay luôn vào phương trình số 3. Như vậy là từ cái phương trình số 3 này em suy ra x bình phương cộng với 8x bằng 0. Đây là cứ đâu là em m thay bằng 2 và đem ta tính toán. Rồi cái phương trình này thì em nhóm x ra làm nhân tử chung. X nhân với x cộng 8 bằng 0. Phương trình này có hai nghiệm. Hoặc là x bằng 0 hoặc là x bằng âm 8. Như vậy em thấy là cái phương trình 1 trong tình huống này nó có 3 nghiệm, trong đó có hai nghiệm bằng 0, một nghiệm là bằng âm 8, mà đề bài yêu cầu là hai nghiệm dương và một nghiệm âm. Thì trong tình huống này chúng ta cũng loại. Bây giờ còn trường hợp cuối cùng, đó là ta xét với M nhỏ hơn 2. Khi M nhỏ hơn 2 thì chúng ta sẽ có x bằng 2 trừ M này. Đây sẽ là một nghiệm dương. Vậy thì đề bài yêu cầu là tìm M để phương trình đã cho có hai nghiệm dương và một nghiệm âm. Thì ở đây chúng ta đã có một nghiệm dương rồi. Thì để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì cái phương trình số 3 này phải có một nghiệm âm và một nghiệm dương, tức là có hai nghiệm trái dấu. Chúng ta lý luận tiếp. Vậy để phương trình 1 có hai nghiệm dương và một nghiệm âm thì phương trình số 3 này phải có hai nghiệm phân biệt trái dấu. Mà cái điều kiện để cho một cái phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt trái dấu, chúng ta chỉ có một điều kiện thôi, đó là A nhân với C nhỏ hơn 0. Em ghi nhớ công thức này nhé. Rồi vận dụng vào cái phương trình số 3 này. Như vậy sẽ tương đương với A nhân C nhỏ hơn 0, tức là 4M trừ đi 8 nhỏ hơn 0. Và em có M nhỏ hơn 2. Rồi như vậy chốt lại đây là giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Như vậy M nhỏ hơn 2 là giá trị cần tìm. Như vậy chúng ta kết thúc bài tập này tại đây. Hẹn gặp lại các em ở các bài tập tiếp theo.